Đi Bali. Bali. Thật luôn. Tầm này em có 100 tỷ thì vợ con em sướng như tiên luôn. Không cần phải TikTok, không cần phải bán hàng nữa. Đấy, cho ông nào thích bán hàng thì làm. Em cho vợ em suốt ngày ăn mình đi du lịch. Nên là mọi người mua hàng đi, em có tiền em cho vợ em đi du lịch. Phải biết tiếng Anh. Cần gì tiếng Anh, thuê phiên dịch. Mình đang có 100 tỷ trong tay mà. Mình là người có tiền. Mình là người có tiền đi thì đi. 100 tỷ em bán nó trước đấy, em lấy tiền em tự đi chơi đấy. Đấy, mình là có tiền thì mình phải thuê phiên dịch thì mình gì phải học tiếng Anh nữa, đúng không? Nó là rõ. Mình có thuê bạn trước là được. Vợ giỏi tiếng rồi nhá. Cái mụ con mụ Sam kia đặt hàng đi, trà sữa có anh không á? Bây giờ như này nhá, muốn có vị của mình nhá thì như này, mình sẽ 7 ngày không tắm đấy, mình sẽ kỵ ra khoảng một thúng ghét đấy, cứ mỗi cứ mỗi một cái trà sữa này mình sẽ thả ra một cục như này, như kiểu cục chân châu ấy, là có vị của mình. Cứ hỏi vị của mình thì làm cái gì? Khổ quá. Em đang nuốt chân châu đấy. Em đang tưởng tượng đấy, cùng chân châu của anh 19 đấy. 19 người nữa thì em sẽ đi nấu cho mọi người. Thế mà cứ hỏi vị để làm cái gì? Em vừa đang nhai chân châu này. Không phải suy nghĩ đến cái cục ông ấy tả kiểu giống cục chân châu em đang nhai chứ. Khổ lắm đi. Này cái bà xưng kia, mua đi 10 bịch về mà ăn dần. Mua cho mình và mua cho tặng cho các bạn mình, những cái con bạn nó lười ấy. Thì bảo thôi tao mua đi rồi thì mày nấu cho tao ăn. Chính thực ra là mình cũng lười. Mày chỉ bỏ vào đồ thôi. Ừ. Mình lười thì mình bỏ tiền ra mình mua rất là rẻ. Có hơn 100.000 một tí. Đúng không? Có ba giảm giá 110 mấy nghìn. 120 mấy nghìn. Đúng không? 120 mấy nghìn một gói. Thế là mua về rủ mấy con bạn ngồi tí tởn với nhau. Đấy, ngồi nấu trà sữa uống với nhau và tự bắt đầu tự đắc khen và úi giời.